Dạ, con chào bác. Thưa bác, con tên là Phùng Thị Thơm, con ở phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có một số câu hỏi, con xin hỏi bác, nhờ bác giải đáp cho con ạ. Con xin cảm ơn. Rồi, con hỏi đi. Dạ. Thưa bác, tu theo pháp môn Thiền Tông rất là khó. 100 người, chỉ có 5 người được về Phật giới, còn 95 người phải xuống các tầng địa ngục và các cõi khác. Tại sao lại khó như vậy? Thưa bác ạ, nhờ bác giải thích giùm con ạ. Ở thế gian này, làm bất cứ gì cũng bị nhân quả hết. Nhưng mà cái nhân quả của Thiền Tông thì nó rất nặng. Nó không đơn giản như cái nhân quả của vật lý bình thường. Vì Thiền Tông đó, một là mình phải tu để về Phật giới. Còn tu mà không về Phật giới thì nó phải chọn ba con đường: một, hầm lửa lớn; hai, địa ngục; ba là nhờ thánh giúp đỡ. Qua thánh đỡ thì mới thoát ra được cái quy luật này. Vì thế mà tu Thiền Tông á, tôi khuyên đừng có nên tu. Mà muốn tu phải nghiên cứu cho thật kỹ. Còn nếu mà không nghiên cứu thật kỹ mà nhào vô tu thì chắc chắn bị ba con đường này: hầm lửa lớn, địa ngục và vô loại thánh sống thì mới an toàn được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu hỏi 2 ạ. Thưa bác, tu theo pháp môn Thiền Tông khó như vậy, khi mà chưa giải thoát thì mình phải tu như thế nào để tránh mình khỏi rơi vào các tầng địa ngục và các cõi khác, thưa bác ạ? Bây giờ đó, mình muốn tu ở trên trái đất này đó, mình tu cái gì nó cũng bị nhân quả hết. Ví dụ mình tu đạo thánh thì sẽ thành thánh, tu thần thành thần, tu Phật thành Phật. Mình phải hiểu căn bản này. Còn nếu mà tu Thiền Tông mình không liệu mà không tu được á, đừng có tu. Cứ ở trong gia đình, sống trong nhân nghĩa lễ tí tính, tuyệt đối đừng có tu theo đạo nào hết nha. Thế tu theo đạo là bị nhân quả đó. Ở đợi khi nào một vị Phật công bố cái pháp môn giải thoát ra đó, thì mình căn cứ vào cái công thức này mình tu thì nó mới an toàn được, thì mới về được Phật giới. Còn bằng không mình tu tưởng là mình chết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu 3. Người tu Thiền Tông khi đã lớn tuổi rồi mà chưa tạo được công đức để trở về Phật giới, chỉ muốn được trở về dòng tộc để đầu thai lại làm người, học tiếp pháp môn Thiền Tông để về Phật giới có được không ạ? Nếu được thì phải cần thực hiện như thế nào ạ? Xin bác giải thích giúp con ạ. Theo quy luật vật lý này, ở trong dòng tộc thì nó đầu thai trong dòng tộc hoài, với điều kiện là phải sống trong nhân nghĩa lễ trí tính thì mới ở trong dòng tộc hoài được. Còn nếu mà đi ra ngoài tu, bất cứ tu đạo nào thì đều là nhân quả hết. Ví dụ mình tu đạo thánh thì là thành thánh, tu đạo thần thành thần, tu đạo tiên thành tiên. Mình muốn về Phật giới đừng có tu cái gì hết, phải nghiên cứu, đợi khi nào mà pháp môn giải thoát được công bố ra thì ta đã có cái chương trình người ta tu, gọi là cái lập trình người ta tu. Mình căn cứ vào đó mình tu thì mới giải thoát được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 4 ạ. Đức Phật có 5 dấu hiệu, trong đó Ngài thấy mình nằm mà toàn thân trải dài trên mặt trái đất. Điều này ý nghĩa gì, thưa bác? Phần này trong kinh thường nói là Phật là trùm khắp mọi nơi. Như thế mà ông thấy ông nằm trải dài trên cái hành tinh này là đúng. Nghĩa là Phật là trùm khắp mọi nơi. Thì những cái hiện tượng này, những cái chuyện này là Đức Phật nói là cho biết rằng Như Lai là một con người toàn năng toàn giác, biết hết trên trái đất này, gọi là toàn năng toàn giác. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 5 ạ. Thưa bác, những người giúp cho Thái tử Đất Đạt Đa trước khi Thái tử thành Phật thì có phước đức hay công đức không ạ? Bây giờ đó, tất cả gì giúp cho Thái tử Đất Đạt Đa đều là phước đức thôi, nên nhớ là phước. Công đức khi mà Thái tử Tất Đạt Đa công bố cái pháp môn thứ 6 ra thì mới nói chuyện có công đức. Trước kia gọi là phước đức hết, không có công đức. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ, con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Những vị đã cúng dường sau khi Thái tử Đất Đạt Đa thành Phật,
tức cúng dường cho Đức Phật Thích Ca thì được xem cúng dường một vị Phật hay là cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng ạ? Bây giờ đó, tất cả cúng dường của Thái tử Tất Đạt Đa đó, nó có hai cái vế. Khi nào mà cúng dường mà để cho giảng đạo về giải thoát đó, thì mới có công đức. Còn giảng đạo vật lý không có công đức. Phải hiểu chỗ này coi cái cúng dường ở cái thời buổi nào. Thời buổi ban đầu là cúng dường có phước đức à. Còn cái sau cùng gọi là có công đức. Phải hiểu cái này. Chứ không phải là cúng dường Thái tử Tất Đạt Đa ở đây gọi là người toàn năng toàn giác thôi, chưa thành Phật được đâu. Thành Phật là mình nói cho dễ hiểu chứ sự thật ông mới là một người toàn năng toàn giác, biết hết thôi, là cúng dường cho ông này được phước đức. Còn muốn công đức thì ông phải công bố này ra, công bố ra mà nói sao cho người ta hiểu được cái này gọi là công đức. Phải hiểu cái căn bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu 7 ạ. Thưa bác, Thánh Chúa thế giới chỉ luôn là người nam phải không ạ? Tất cả lãnh đạo trên trái đất này, lãnh đạo là người nam, không có người nữ. Vì vậy mà Thánh Chúa thế giới là người nam. Vợ Thánh Chúa là gì? Thánh Mẫu. Nên nhớ vậy đó. Có nghĩa là tất cả vị lãnh đạo trên trái đất này, dầu hữu hình vô hình, phải là người nam. Hoàn toàn không có người nữ. Thỉnh thoảng nó có hơi xen kẽ vô một hai chút thôi, chứ sự thật quan trọng nhất là phải người nam. Rồi, phải hiểu căn bản này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Dạ con xin hỏi câu thứ 7. Thưa bác, Thánh Chúa thế giới nếu quay lại làm người với vô lượng phước báu thì hiện thân là người giàu nhất hay thông minh nhất hay xinh đẹp nhất ạ? Thánh Chúa thế giới là cái gì? Là cái ông sẽ khi mà cái trái đất này nó bị hủy diệt, nó bể rồi, ông Thánh Chúa này đầu thai trở lại làm người và thành Phật, gọi là Oai Âm Dương. Cái trái đất này nó có hai người để thành lập Oai Âm Dương là và Thánh Chúa thế giới và Thần Chủ trái đất. Hai vị này khi trái đất bị bể rồi thì hai vị này sẽ trở thành lập một vị Phật đầu tiên của trái đất, gọi là Oai Âm Vương. Mà hai vị này nè thôi, chứ không có người thứ ba. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác. Con xin hỏi câu thứ 8 ạ. Thánh Chúa thế giới khi muốn trở lại làm người để học pháp môn giải thoát, có được tái sinh vào thời kỳ phổ biến pháp môn thiền tông không? Đã từng có vị Thánh Chúa thế giới nào được giải thoát để trở về Phật giới không thưa bác? Như nói ở trên, Thánh Chúa thế giới người ta đã có công đức phước đức nhiều rồi. Nhưng giờ mẹ ta lãnh đạo về cái tâm linh, thành ra ta phải lãnh đạo tâm linh ở thế giới này 10 tỷ năm mà ta mới quay lại. Người nào mà lãnh đạo thế giới về tâm linh 10 tỷ năm, trái đất bị tái lập lại thì thành Phật Oai Âm Vương để dẫn dắt người ta tu theo cái đạo Phật này nè. Nào, vì thế mà trong kinh thường nói là Phật Oai Âm Vương là cái Phật đầu tiên của trái đất. Trái đất được thành lập đầu tiên là do ông này nè. Chứ lúc đó thật là không có Phật được. Là vì ông ở trong này, ông kinh nghiệm 10 tỷ năm rồi, ông biết những cái quy trình của nó. Vì thế mà khi mà trái đất bị bể rồi thì ông này sẽ tái sanh lại là một Oai Âm Vương không tu gì hết, mà trở thành một vị Phật Oai Âm Vương. Không bất cứ tôi luyện qua một cái công thức nào hết để ông hướng dẫn. Là vì ở trên trái đất này là ông đã chứng kiến bao nhiêu vị Phật thành Phật ở trái đất này. 10.000 năm có một ông, thì con tính là 10 tỷ năm là bao nhiêu người. Vì thế mà Thánh Chúa thế giới và Thần Chủ trái đất, hai ông này thay phiên nhau kêu bằng thành Phật Oai Âm Vương để mà dạy cái pháp môn giải thoát này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác. Con hỏi câu thứ 10. Thưa bác, những người triệt phá hoặc ăn cắp pháp môn thiền tông, tại sao phải nhờ đến Thánh Chúa thế giới thì mới có thể giải thoát khỏi hầm lửa lớn, và phải làm sao để họ gặp được Thánh Chúa ạ? Cái này đã là dễ. Ở trái đất này phải phân định nè. Trái đất này, Thần Chủ trái đất là cho tánh Phật vào trái đất mượn thân và tánh người tạo công đức hoặc tạo nghiệp.
Còn Thánh Chúa thế giới là quản lý về tất cả những gì hiển linh và các đạo ở trái đất này. Nên nhớ rằng Thánh Chúa thế giới là quản lý về hiển linh và đạo. Muốn đi đâu thì Thánh Chúa thế giới cho đi đó. Mà ông đi theo là cái gì? Không phải ông có quyền năng gì đâu, mà ông cho đi theo cái công thức. Ông chỉ cái công thức. Chẳng hạn như con tu muốn lên trời thì ông bảo là làm phước đi, làm phước cho đủ rồi lên. Làm phước đủ rồi khi mất thì thần thực thi nhân quả thôi. Đây là ông dạy về công thức. Nhưng mà về sau này người ta không hiểu rồi người ta thiêu dệt thêm. Chứ sự thật là Thánh Chúa thế giới là dạy công thức để đi hưởng phước. Còn nếu mà không sai phạm thì phải đi trả nhân quả. Vì thế mà có nhiều cái đạo tổ chức là thiên đàng địa ngục hai quê. Tu lên thiên đàng hoặc là tu sai xuống địa ngục. Đó là cái quy luật của vật lý này. Người ta không hiểu thành ra người ta mới tưởng tượng ra đủ thứ thôi. Chứ sự thật trái đất này nó phân định rõ ràng. Thần thánh, thần thực thi nhân quả, thánh dạy cho mình cái công thức đi hưởng phước hoặc là đi trả nhân quả. Phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Đạo Phật khoa học Thiền Tông dạy con người có gia đình, no cho gia đình, có tổ quốc, no cho tổ quốc, không mê tín dị đoan, không cúng tụng, cúng lại cầu xin ai. Vậy đây có phải là đạo của người yêu nước và trí dũng không, thưa bác? Đây, cái này không phải đạo yêu nước, trí dũng vậy. Đây là cái đạo thực tế khoa học. Mình sống ở đây, có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đây là cái quy luật tự nhiên của nó. Giống như mình ở đây, là ở trái đất này là gọi là ở ngôi nhà chung, không thể phá trái đất này được. Vì thế có trái đất phải bảo vệ trái đất, có tổ quốc phải bảo vệ tổ quốc. Đây là cái quy luật của người sống trên trái đất này. Mà người ta đặt cái câu là nhân nghĩa lễ trí tín để người ta chuẩn là cái tánh con người. Còn nếu mà không có cái nhân nghĩa lễ trí tín này thì tánh con người nó sẽ bung lung, nó tưởng đủ thứ hết, thì nó là làm sai. Đây là cái quy luật của nó, chứ không phải là quy luật ở trên này gọi là quy luật nhân quả. Làm gì được quả nấy. Trồng ớt ăn cay, trồng mía ăn ngọt. Có vậy thôi, chứ không có ai xen vô. Nhưng mà vị thánh này nè, người ta giúp đỡ để ta chỉ cái hướng cho mình, chứ không phải người ta ghét bỏ gì mình đâu. Nhưng mà vì sao mấy người này, từ khi mà vị thánh lập đạo rất đúng chứ không phải không, nhưng mà sau đó thời gian sau nó bị lệch đi, nó thiên về danh lợi, nó mới lệch cái đạo. Bất cứ cái đạo nào ban đầu dạy rất đúng, nhưng mà về sau vì danh lợi, tiền tài danh lợi, nó bị sai là ở chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Dạ con hỏi câu số 12 ạ. Việc chúng con hay đặt nhiều câu hỏi với bác là do sự tò mò hay do tánh tham trong tánh người của con thúc đẩy? Cách phân biệt về hai trường hợp này ra sao ạ? Đặt câu hỏi này á, cái người mà tò mò nó khác, rồi cái người mà công kích nó khác, có người muốn tìm sự thật nó khác. Nó ba cái dế này. Nhưng mà dế nào cũng được, không thành đến đây. Đừng có kiến chấp thì có công đức. Dế nào mà có kiến chấp thì công đức bị bò đen. Đó, nói vậy phải quy tắc nó là dù có công hỏi để công kích câu không sao, nhưng mà đừng kiến chấp. Là vì ngày xưa là sao, cái một vị mà đã phá theo Đức Phật đó, mà Đức Phật ông nói là Bồ Tát. Thí dụ một vị Phật đứng ra giảng đạo mà không có người công kích thì cái đạo không có siêu, bình thường quá. Bởi vì người ta thí dụ mà gặp người đó cứ cúi đầu mà lại biết gì, công kích hỏi ổng, hỏi ổng có phải thiệt không. Đó thì mình hiểu cái này. Thì trái đất này, cái hỏi đạo này nó cũng có ba cái dế. Một thật tình để đi về, một hai là thử thách người ta, ba là công kích người ta. Làm cái gì cũng có công đức hết, dưới điều kiện đừng chấp. Có công kích về sau mình nói tôi công kích tôi thắng ổng á, cái câu đó là không được. Thấy không? Nếu công kích rồi, nếu mà mình mà thua thì mình phải chấp nhận, cảm ơn người ta là công đức trọn vẹn. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu 13. Phật Hoàng Trần Nhân Tông giết giặc mà vẫn
về được Phật giới và những người đã lớn tuổi, những năm cuối đời tạo công đức vẫn không bị bôi đen để có thể giải thoát được. Vì hiểu như vậy nên nếu khi đã lớn tuổi mà con vẫn thích gây gổ cãi nhau thì con giải thoát được không ạ? Bây giờ gây gổ về thiền tông không giải thoát được, gây gổ bên ngoài thiền tông được. Bên ngoài thiền tông gọi là gây gổ của thế gian, còn gây gổ của thiền tông gọi là gây gổ kiến chấp. Nên nhớ cái chỗ này, kiến chấp thì kẹt, kiến chấp công đức mình vẫn còn nhưng mà phải đi qua bên thánh ở, thì thánh quản lý, thì thánh đâu có cho khi nào cho mình đường về giải thoát được. Nguyên tắc muốn giải thoát thì phải đi qua thần bằng thực hiện đúng lời cái công thức của thần nói thì mới giải thoát được. Bây giờ nói là gây gỗ mà kiến chấp về thiền tông không giải thoát được, gây gỗ bên ngoài thế gian không ăn thua gì, đối với thế gian là không ăn thua gì hết. Bởi vậy nó vô trung tâm luân hồi là nó mã hóa hết, nó dẹp hết mấy cái âm dương này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ. Dạ con xin hỏi câu số 14 ạ. Có người thường hay về chùa Tân Diệu nghe giải đáp, nhưng vừa ra khỏi chùa thì lên mạng chửi bác và thiền tông. Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, người này có vấn đề gì ạ? Thế này nó có hai cái trường hợp. Một là người đã kiến chấp, hai là thánh suối. Thánh mà không phải thánh chính quy đâu, mà thánh lang thang, gọi là thánh thập loại của hồn suối. Thánh, cái thập loại của hồn nó có cái tổ chức riêng. Còn thánh mà thánh chúa đó, nó có cái tổ chức riêng, gọi là thánh chính quy, nó có nhiệm vụ này. Còn cái thánh mà gọi là thập loại của hồn là nó phá. Người nào mà nó có cái ý niệm là muốn phá này, nó nhào vô, nó hướng dẫn cho mình phá đó. Phải hiểu cái căn bản này. Vì thế mà người ta đến, ta hỏi về thiền tông có hai dạng người. Một, thật tình hỏi để biết. Hai, tìm cách để phá. Giả dạng đủ thứ, phá đủ thứ chứ không phải là có một cách phá đâu. Rất nhiều cái cách để phá. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác ạ. Con hỏi câu số 15 là câu cuối cùng ạ. Thiền tông chỉ được công bố vào thời kỳ văn minh để con người có thể hiểu và chứng minh được những gì Đức Phật đã dạy. Vậy, vào thời kỳ đồ đồng, khi văn minh chưa cao, thì những vị ngộ thiền phải kiểm chứng thiền tông bằng phương tiện gì ạ? Thời kỳ đồ đồng sao kiểm thiền được? Thời kỳ đồ đồng có nghĩa là ông Phật ông dạy cái thời kỳ đồ đồng đó, nhưng mà không có kiểm chứng được, mà ông chỉ dạy năm ba người cho biết cái này thôi, rồi giữ đó. Phải chuyển cái thời đến thời nguyên tử thì cái công bố cái pháp môn này mới công bố ra được. Những người mà ta hiểu về thời kỳ đồ đồng là để chứng minh, người ta viết sách ra để cho chứng minh rằng ngày đó một vị Phật đã có dạy cái này, nhưng mà người thời kỳ đồ đồng không tiếp nhận nổi, vì thế mà phải chuyển đi cho cái thời văn minh đó. Thời kỳ đồ đồng chỉ có mấy người thôi, mấy người biết cái này, người nào mà hiểu sâu thì ta mới viết sách để lưu lại chứng minh rằng cái pháp môn này ông Phật dạy thời đó, đó chứ không phải là mới dạy đây. Đó là cái nguyên do vậy, chứ không phải là ấy. Thời kỳ đồ đồng không cách nào ai kiểm được, đâu có ai hiểu đâu mà kiểm. Chỉ ông Phật kiểm và mấy ông đệ tử ông á, mấy ông đệ tử một hai ông gì đó giỏi nhất rồi thôi, để là lưu sách thôi, chứ không có được quyền dạy thời kỳ đồ đồng. Thời kỳ đồ đồng người ta không hiểu nổi cái này đâu. Ví dụ thời bây giờ nói chuyện là chừng 200 năm trước, hỏi chứ điện ai biết. Thấy không? Mình đây nè, 12 đời vua nhà Nguyễn là trị vì 125 năm. Ông Nguyễn Trường Tộ và bệnh ông thấy lúc đó đó, Pháp nó qua đây mình, nó đâu có chưa có điện đâu, nó không dựng xe đèn dầu. Nhưng ông Nguyễn Trường Tộ qua mình Pháp thấy cái này, cái đèn mà nó không có dầu, mà tại sao nó cháy? Về học lại triều đình Huế, triều đình nhà Nguyễn, nó nói ông khùng mà. Làm gì mà không có dầu mà đèn nó cháy, mà nó trúc ngược nữa. Ở đây đèn của mình đưa lên, còn nó trúc xuống, chửi liền, chửi Nguyễn Trường Tộ liền. Thấy không? Vì thế mà cái thời của Đức Phật là gì, còn trước mấy ngàn năm, làm sao nói cái chuyện này ai nghe? Vì thế mà Đức Phật phải bí mật truyền theo dường thiền tông để cho loài người văn minh mới giải mã cái này.
Nhưng mà nên nhớ rằng ổng nói có 1/1 triệu người thôi, 1 triệu người có 1 người biết thôi, còn bao nhiêu là ăn theo thôi chứ không phải ấy đâu. Thất tinh mở Phật nhãn, 1 triệu người mới có 1 người thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác ạ, con đã hết câu hỏi ạ, con chúc bác sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con.